Đầu tháng 3 năm 2018, trước khi các vụ án phiên xử diễn ra, nhà bình luận chính trị nội bộ Việt Nam tại Sài Gòn là nhà báo Phạm Chí Dũng bình luận với Đài Á Châu Tự Do như sau. Rất nhiều người đang nói tới ông Nguyễn Tấn Dũng. Bất chấp cái việc là Tết Nguyên đán vừa rồi là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thiện Nhân có tới thăm ông Nguyễn Tấn Dũng và thậm chí là còn tri ân Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó là mời Nguyễn Tấn Dũng tham dự cái hội nghị gọi là về cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bất chấp những cái hiện tượng như vậy thì vẫn đang có những cái nghi ngại, những cái đồn đoán rất lớn về cái số phận không an lành của ông Nguyễn Tấn Dũng. Người ta cũng đồn đoán là ông Nguyễn Tấn Dũng từ khá lâu nay và đặc biệt là trong thời gian gần đây là đã bị thiết lập một cái gọi là ở Việt Nam gọi là cái biện pháp ngăn chặn đặc biệt. Tin ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết ông Nguyễn Tấn Dũng được một số báo đưa tin cũng như đăng trên trang web của cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 2 năm 2018. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng bản kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam về sai phạm của việc công ty Mobifone mua công ty tư nhân AVG, trong đó AVG đã được nâng giá quá cao làm tổn thất vốn nhà nước do Mobifone quản lý. Ông Phạm Chí Dũng bình luận về bản kết luận này. Trong cái kết luận thanh tra về cái vụ Mobifone mua AVG ấy, thì có một cái điều lạ là hoàn toàn không thấy bóng dáng của công ty tư vấn VCST của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, trong 4 công ty tư vấn. Trong khi trước đó thì rất nhiều đồn đoán, rất nhiều dư luận về cái chuyện là công ty tư vấn của bà Nguyễn Thanh Phượng đã tham gia trực tiếp vào cái chuyện tư vấn cho Mobifone mua AVG và đưa giá lên rất cao. Thế nhưng mà gần đây thì lại xuất hiện một cái thông tin rất đáng chú ý là cho rằng trong 4 công ty tư vấn đó thì có một công ty tên là Amas, công ty rất nhỏ thôi, và đưa cái giá khả thi nhất, tức là cái giá mua thấp nhất, tức là khoảng chừng 8.000 mấy trăm tỷ đấy. Đó chính là công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, trong phiên xử ông Đinh La Thăng liên quan đến ngân hàng Đại Dương, báo chí Việt Nam tường thuật ông Thăng nói rằng ông không làm gì sai mà chỉ tuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, từ Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng nhắc lại quan điểm của ông rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang có nguy cơ phải dính dáng đến pháp luật. Tôi vẫn còn giữ quan điểm và nhận định đó, chỉ vấn đề là thời điểm nào mà thôi. Tại thời điểm này thì tôi cho là Nguyễn Tấn Dũng tạm thời yên ổn. Tại vì thực sự ra bây giờ có quá nhiều vụ việc mà để ông Nguyễn Tấn Dũng để lại những cái dấu vết trong những cái vụ việc đó. Và cứ sờ vào cái vụ nào là cũng thấy bóng dáng của ông ở trong đó. Chẳng hạn như là những cái vụ bên công an, rồi vụ Mobifone mua AVG, rồi vụ Đinh La Thăng, tất cả những cái chuyện như vậy. Đấy thì đều có bóng dáng đang dấp, chẳng qua ông là thủ tướng. Thành thử là ông phải ký duyệt và ông phải chỉ đạo bút phê nhiều vấn đề. Và tôi cho là bây giờ bản thân Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể nhớ nổi là mình đã bút phê hay là mình đã chỉ đạo những cái gì liên quan. Một số nhà bình luận chính trị khác cũng đồng quan điểm với ông Phạm Chí Dũng. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm từ Hawaii trả lời cho chúng tôi rằng không loại trừ khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đụng đến. Blogger Trương Duy Nhất thì nêu quan điểm rằng với tất cả những lời khai của các bị cáo như ông Đinh La Thăng có đề cập đến vị cựu thủ tướng thì ít nhất việc ông Tấn Dũng phải ra tòa làm nhân chứng là một việc làm hợp lý. Luật sư Lê Công Định cũng cho rằng đứng về khía cạnh pháp luật thuần túy thì ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa làm nhân chứng. Tuy nhiên cũng có ý kiến thận trọng hơn cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ an toàn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội Hà Nội, trong một lần bình luận với chúng tôi trước đây nói với chúng tôi rằng đương kim Tổng Bí thư sẽ không nặng tay với người trên danh nghĩa là đồng chí của ông, cựu Thủ tướng Dũng. Dù không loại trừ khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa sau phiên xử ông Thăng vào ngày 20 tháng 3 năm 2018, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với chúng tôi. Với đồng chí của họ có thể biết đi chơi, nhưng mà vấn đề của nó tức là nó chắn dối, tức là nó ràng buộc lẫn nhau, nó cần thịt lẫn nhau. Để ông đánh tôi thì tôi cũng có thể xì cái chỗ kia và ông cũng coi. Họ phải cân nhắc là bởi vì cái đấy có thể là đụng đến mình. Theo quan điểm từ trước đến nay của tiến sĩ Nguyễn Quang A, những vụ án lớn tại Việt Nam có liên quan đến các viên chức cao cấp đều mang tính chính trị. Dù vấn đề tham nhũng liên quan đến luật pháp cũng là một chuyện thực tế. Ngay sau khi ông Đinh La Thăng bị bắt hồi năm ngoái 2017, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với chúng tôi rằng vụ án này thực chất là Đảng Cộng sản Việt Nam xử ông Thăng, chứ không phải luật pháp xử ông Thăng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận với chúng tôi về hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đằng sau việc xử các vụ án lớn đang diễn ra. Đối với ông Tấn Dũng mà có cái gì thì như vậy là nó là vấn đề chính trị.
tất cả, ngay cả với ông Thăng, người ta cũng không nói đến cái chuyện ông tham nhũng, ông cầm người này tiền. Ở đây từ ai thì ai có chứng cứ, vật chứng là nói. Người ta không làm được cái việc đấy, mà người ta chỉ kết những cái tội là cố ý làm trái cái này cái kia. Mà bản thân cái điều mà gọi là cố ý làm trái là đã bị hủy đi hết rồi. Nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A là một điều đáng chú ý, vì theo báo chí Việt Nam, tội danh cố ý làm trái đã bị loại khỏi luật hình sự Việt Nam từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Tuy nhiên, trong bản tin truyền hình của báo Thanh Niên ngày 20 tháng 3 năm 2018 vẫn đề cập đến tội danh này. Chúng tôi hỏi ông Phạm Chí Dũng về bình luận của tiến sĩ Nguyễn Quang A về tính chính trị trong các vụ án có hình bóng của cựu thủ tướng. Ông nói rằng, dù quan điểm của ông là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị dính đến pháp luật, nhưng ông đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Quang A, vì rằng nền chính trị Việt Nam dựa trên quá nhiều vào những thỏa thuận chính trị, ngầm hay công khai giữa các phe nhóm khác nhau, cho nên chuyện pháp luật chỉ là thứ yếu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết chống tham nhũng, Trung ương không bao giờ nhụt chí. Bài viết được đăng trên trang BBC tiếng Việt. Cử tri và nhân dân cứ yên tâm, Trung ương không bao giờ nhụt chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, nói với các cử tri tại Hà Nội vào sáng ngày 24 tháng 11, theo báo Dinh. Trong buổi tiếp xúc cử tri, ông Trọng khẳng định về công tác phòng chống tham nhũng, tất cả bộ máy hệ thống đã vào cuộc. Tôi đã nói ai nhụt chí thì đứng sang một bên, nhưng quan trọng trong cách làm phải có biện pháp chứ không phải là cứ hăng hái là được. Trung ương không bao giờ nhụt chí, lòng dân đang lên như thế, ngay cả quốc tế cũng phải thừa nhận và đánh giá cao, ông ta nhấn mạnh. Khi có một cử tri đề nghị khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, ông Trọng trả lời rằng việc này đang làm, ở cấp dưới hiện ra chuyển động, các nơi chuyển động. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất khó chịu, cửa nào cũng phải tiền không trôi từ xin giấy học. Nếu không có bôi trơn thì cứ ngâm đấy là rất khó chịu và dẫn đến hư hỏng cán bộ, ông Trọng nói. Việc Quốc hội đang có nhiều sự không thống nhất trong việc thông qua luật phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước nói, cái nào chín, rõ, thống nhất cao thì thông qua, còn cái nào chưa rõ, chưa chín thì cần rút kinh nghiệm tổng thể để làm tiếp chứ không thể vì một điều mà dừng cả luật lại. Đáng chú ý trong buổi tiếp xúc cử tri, một cử tri tên Lưu Huy Vinh đề nghị phải tìm cho ra những ai, những tổ chức nào đề bạt ông Đinh La Thăng được che đậy trong nhiều năm từ lúc làm chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia cho đến lúc lên vị trí cao hơn. Buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 24 tháng 11 là buổi tiếp xúc với hơn 180 cử tri tại Hà Nội của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với đại biểu Bùi Huyền Mai và đại biểu Trần Việt Khoa. Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong bối cảnh đang xét xử hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ. Trong khi đó, trong dư luận có nhiều ý kiến nghi ngờ về tính chất không vùng cấm và đúng người đúng tội của chiến dịch chống tham nhũng. Có nhiều ý kiến cho rằng bản án đang đề nghị đối với hai tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trong vụ án đánh bạc online ngàn tỷ là không thỏa đáng. Một số nhà quan sát cho rằng các đối tượng đang bị xử lý kỷ luật là những cá nhân trong các phe phái chính trị và cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc đấu đá nội bộ. Gần như cùng thời điểm, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang cũng đang bị xem xét hình thức kỷ luật vì một số sai phạm rất nghiêm trọng. Cựu Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín cũng mới bị bắt hôm 19 tháng 11 để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến Vũ Nhôm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thủ Thiêm sẽ là một chôn sự nghiệp của các quan tham. Bài viết của tác giả Mai Tú Ân được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Mảnh đất Thủ Thiêm mấy chục năm nay đã trở thành một mảnh đất ma ám, khắc nghiệt và càng lúc càng trở nên một chốn địa linh lắm ma nhiều quỷ và mãi không thể phát triển cùng thành phố. Vốn là một chốn thôn quê yên bình nằm sát với trung tâm thành phố Sài Gòn, với những người dân hiền lành chân chất, mảnh đất Thủ Thiêm cũng đã không thể thoát khỏi cơn sốt đô thị dữ dội tràn qua. Nhưng không ở đâu lại có sự ăn cắp đất đai hay là sự dối lừa trắng trợn người dân của các quan tham như ở vùng đất Thủ Thiêm này. Cũng như không ở đâu, những điều khốn nạn và bất công đó lại khiến cho người dân phải trải qua quá nhiều khổ ải đến như vậy. Biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu tủi nhục và mất mát đau khổ đã đến với người dân Thủ Thiêm trong suốt hơn 20 năm nay. Để rồi cho đến giờ này, thì Thủ Thiêm như một công trình nham nhở với những bản vẽ đô thị hoành tráng, những khu công nghiệp hiện đại, chen lẫn những mảnh đất trống trơn,
chen chúc những căn nhà sập sệ của người dân quyết tử ở lại giữa đất của mình cùng với mối hờn căm ngày càng tích tụ. Giờ đây, người dân Thủ Thiêm không còn nhún nhường nhịn nhục mãi được nữa. 20 năm âm thầm kêu khóc với hàng ngàn lá đơn kêu oan vô ích, với hàng trăm buổi họp vô tích sự với kẻ ăn cắp đất của họ. Chính những kẻ ăn cắp đất đai đó đã bỏ lại một Thủ Thiêm nham nhở với vô số vết sẹo và một khu đất đầy tiềm năng nhưng không thể phát triển đồng bộ với thành phố. Những quan tham ăn cả đất đai đó đã bỏ lại hàng ngàn người dân oan khốn khổ chui rúc trong những cái lều cấp 4 để chờ đợi ông bao công không hề có. Giờ đây, người dân Thủ Thiêm đã đứng dậy đòi những quyền lợi chính đáng của mình và không để cho bọn quan tham muốn làm gì thì làm nữa. Một cô gái đã phải ném giày vào mặt chính quyền và người dân đã biểu tình để đem cái oan ức của họ đến tận trụ sở chính quyền. Và chính người dân đã nêu đích danh một trong những tên quan tham đất đai của họ là Phó Bí Thư Thường Trực Tất Thành Cang và hắn đã ngã ngựa ngay sau đó. Nhưng đó chỉ là bước đầu và sẽ còn nhiều những tên quan tham nữa trong nhóm lợi ích, nhóm lãnh chúa Sài Gòn như cựu Bí Thư Lê Thanh Hải và gia tộc hùng hậu của hắn, Phó Bí Thư Nguyễn Văn Đua đều đã được kêu đích danh rồi. Giống như cựu Bí Thư Đinh La Thăng đã ngã ngựa khi phá chùa Liên Trì và hăm dọa động chạm đến nhà thờ Thủ Thiêm hay là nữ tu mến thánh giá, thì giờ đây đất Thủ Thiêm đã trở thành một chôn sự nghiệp cho những tên quan tham của chế độ. Những kẻ sâu dân mọt nước đang tàn phá hại mảnh đất Thủ Thiêm này sẽ lộ diện như bóng đêm lộ rõ dưới ánh mặt trời, để chúng phải trả cái giá xứng đáng cho những đau khổ mà bao nhiêu năm nay những người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu. Chỉ có trừng trị đích đáng bọn quan tham và trả lại cho người dân những gì họ mất thì mảnh đất Thủ Thiêm mới bình yên và phát triển được.